Hello, xin kính chào các bạn đã trở lại với kênh Nhân Lì. Bữa hôm nay mình lại tiếp ăn nè, tiếp tục ăn hải sản nữa các bạn ơi. Đó, bữa hôm nay có cua về, cua biển Canada các bạn. Nè, lấy cái ghế gỗ. Bây giờ để mình này rửa nó đã nha các bạn. Ok. Ok. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bỏ nước vô nha. Hôm gà thèm ghẻ quá trời luôn. Bây giờ thì mình sẽ bật lửa lên, mình sẽ hấp bia các bạn ơi. Ghẹ hấp bia là ngon nhất rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ bỏ bia vô đây để cho nó thơm các bạn nhé. Hải sản là phải có bia. Đó, hết sảy con mà bảy luôn. Hấp bằng bia Budweiser. Đó, bạn thấy nha. Ok, đậy nắp lại thôi. Trong khi mà chờ đợi cua của mình chín thì mình có khô mực ở bên Việt Nam các bạn nha. Đó, bây giờ mình chơi hàng động. Ở bên Mỹ mà ăn khô mực là phải phải có máy ép khô đàng hoàng chứ. Bây giờ để vợ mình lấy máy ép khô lại coi. Một người dính mới được tại. Alright, các bạn thấy không, đồ đồ Việt Nam đem qua có máy ép khô đàng hoàng. Đưa cái đuôi vô đây. Cái lỗ này nè. Đúng rồi. Quay đi xích đi. À. Tại nước biết xài chừng kẹt đứt tay. Rồi vô rồi các bạn ơi. Nên dẫn em làm này nè. Đó. Rồi bây giờ xay thêm hai lần nữa. Rồi cho nó xít xít lại nó lại xíu đi. Rồi. Xả là đi biết siết quá trời. nó bị gãy các bạn ơi, siết chặt quá nó không. Để đây nè, cho tôi lại chút. Ok, bây giờ tới khô cá thiều các bạn ơi, để mình xay nó đã. Để mình coi hải sản của mình như thế nào rồi các bạn ơi. Oh my goodness, trời ơi, nó hấp dẫn quá. Chín chưa ta? Chắc chín rồi ha. Hải sản chín lẹ mà. À, các bạn ơi, giờ ăn đến rồi. Thì bữa hôm nay mình lại ăn ghẹ tiếp tục. Bữa hôm nay ghẹ này là của bên Florida mới bắt được các bạn nhé. Bữa hôm nay mình sẽ uống bia Woodpecker. Đây là bia của người Ấn Độ các bạn ơi. Bây giờ thử đây. Uống bia này không gài, uống chưa có hết nữa. Uống bia theo kiểu quý tộc đây. À, cạn ly các bạn ha. Để uống bia phải dùng cái ly đẹp đẹp, đừng có thần thái của nhân lì. Bữa nay mình hải sản về các bạn. Thì hổng gà trên TV nó nói á, là đang ăn miếng xoài nè. Trời ơi, xoài tai tượng chấm mắm me hết sảy con bà bảy. Trời, ngon quá. Các bạn biết không, ăn nó khô từ Việt Nam đi qua. Hết sảy con 17 luôn. Thì bữa hôm nay mình ăn ghẹ tiếp tục. Để coi mình lựa ghẹ có siêu hay không các bạn. Thơm. Quá thơm luôn. Trời ơi. Hổng gà dịch Covid các bạn biết không, mấy cái chợ này nó không đem hải sản gì các bạn. Tại vì bà con chắc hết tiền rồi. Nhưng mà bữa hôm nay
Bữa hôm nay trên đài nó nói là dịch Covid, trời ơi gạch không nè. Nè. Bữa hôm nay trên đài nó nói là dịch Covid có vaccine nè các bạn ơi. Thì tầm tháng sau mình người dân sẽ được chích vaccine. Wow, cái bia Ấn Độ này nó chua chua các bạn. Bây giờ mình phải lựa một con ghẹ cho mình cái. Con ghẹ này nó chắc ghê luôn các bạn nhìn nè. Dạo này mình lựa hải sản là lên tay nghề rồi đó nha các bạn. Hồi xưa mỗi lần đi chợ lựa ghẹ là mua về là ốp không. Bây giờ đi là lựa ghẹ là chắc nịch. Trời ơi các bạn nhìn nè. Hấp cái đó. Bỏ miếng muối vô đây coi. Ôi trời ơi nó ngon. Uống một ly không đã. Trời nó ngon mà mình sặc luôn. Đó. Quá đã. Trời ơi. Khô Việt Nam chấm mắm me, nhậu với ghẹ. Bữa nay món nhậu bắt quá các bạn. Quá ngon luôn. Con này nó thơm nó béo nè. Cắn gắp nguyên cái mình nữa cái mình á. Đúng rồi. Vậy nó mới thơm. Trời ơi. Ê. Bữa nay chợ giờ toàn đồ ngon không bạn? Kêu gom bự ghê không? Lắp mấy lá bự, mấy lá nhỏ em trồng. Ăn lá bự thôi. Trời mấy lá nhỏ rồi để trồng. Trời ơi, cây cam bự kìa. Mặt uống bỏ phân nhiều chứ gì vậy? Chắc vậy. Ừ, chặn đi các bạn ơi. Bữa nay ăn mừng là có vaccine chống virus corona. Mà anh chết không? Không. Được không? Tại nó đâu cho mình chích đâu. Chứ tháng 1 mới rồi mình. Cuối tháng này ra là nó cho như ta bác sĩ với mấy người trong bệnh viện trước. Các bạn biết không, hôm nay TV nó nói á là bên châu Âu á là đã có vaccine chống virus corona rồi. Nhưng mà bên Mỹ họ chưa cho xài bạn. Nhưng mà bên Mỹ họ đã vận chuyển qua bên Mỹ rồi nhưng mà họ chưa cho xài, ok. Thì trên TV nó nói á, tại vì nước Mỹ á nó rất là gắt ghê các bạn, ok. Bên nước Nga đó thì nó đã xài vaccine rồi các bạn nhé. Nhưng mà bên châu Âu á là nó mới cho xài thôi. Nhưng mà bên Mỹ là nó chưa cho phép xài nữa. Nhưng mà người ta nói là các bạn đừng có lo. Tại vì cái chuyến hàng vaccine nó đã tới Mỹ rồi. Nhưng mà tại vì chính phủ chưa cho xài thôi. Đó. Tại vì ở bên Mỹ này các bạn biết không, khi mà các bạn muốn đưa thuốc ra ngoài thị trường cho người dân xài á, nó phải qua rất là nhiều công đoạn, nó phải qua rất là nhiều giai đoạn kiểm duyệt đó. Cho nên nó rất là gắt gao các bạn. Nó nói về vấn đề là thuốc men là ở Mỹ là gắt gao lắm. Tại vì tụi Mỹ tụi nó có hệ thống chứ. Tụi nó có hệ thống kiểm tra thuốc rất là gắt gao, ok. Cho nên thuốc men mà muốn vô Mỹ á nó rất là khó các bạn ơi, không phải là dễ đâu nha. Trời ơi gạch nè. Chắc nịch luôn. Cho nên bữa hôm nay mình ăn mừng đi. Quá ngon. Em ăn cũng ngon. Quá ngon các bạn ơi, dầu cầm ngon. Bữa nay nói chung ăn gì cũng ngon á. Cuộc sống nó bắt đầu trở lại bình thường rồi. Không.
thì thật ra mà nói á, các bạn biết người ta nói cái con virus corona này đó, nó chỉ là một cái con virus cảm cúm giống như bao cái con virus cảm cúm khác thôi. Quá ngon, ăn hải sản mà không ngừng miệng được các bạn. Trời ơi, mình nói được, mình nói mình thích ăn hải sản mà. Hải sản tươi rõ luôn. Cái con ghẹ này á, cái con ghẹ này là con ghẹ bắt ở biển Florida các bạn nhé. Nếu mà sau này các bạn mà theo dõi kênh của mình lâu lắm, nếu mà mình có dịp mà mình qua Florida đó, mình sẽ đi bắt ghẹ cho các bạn coi tiếp tục. À, tại vì cái mùa mà những con ghẹ này nó lớn các bạn biết không? Là tầm tháng 1 tháng 2 thì những con ghẹ này tụi nó đi ăn á, tụi nó đi bắt cá đó, tụi nó bơi trên bãi biển luôn, tụi nó đi theo những con sóng đó. Thì các bạn đứng ở trên cầu á, các bạn sẽ thấy những con ghẹ này nó nổi ở trên mặt nước á để nó bắt những con cá mà nó ăn gần bờ đó. Thì lúc này các bạn sẽ lấy vợt, các bạn vớt thôi, nó rất là đơn giản luôn á. Vớt nó tay luôn. Hết sảy luôn. Thế à? Khô, miếng khô bự từ Việt Nam đem qua. Khô cá thiều. Khô cá thiều. Bên này là không xe không về. Cạn ly các bạn. Công nhận trời ơi, cái đợt ghẹ này về ngon quá, con nào cũng thấy thịt chắc không không. Quá ngon luôn. Mình mà mua ghẹ về mà mình ghẹ bị ớt mình bực lắm mà. Giống như mình bỏ công mình lựa mười mấy hay chục con ghẹ mà về con nào cũng ớt không, giống như mình bị thất bại. Giống như các bạn mua vé số mà các bạn không trúng số thì nó bực bội. Ăn không nè, nãy giờ mình đã ăn mà mình quên con vợ mình. Bữa hôm nay đi chợ. Bữa hôm nay đi chợ có tôm hùm thì có một hai con các bạn, không có cua đơn trình luôn, chỉ có ghẹ thôi. Mình mua viên nấm ghẹ này là $5 một pao, mình mua tầm 3 pao. Viên nấm ghẹ này có 20 đô các bạn, 20 mấy đô la. Tính ra gần 400 ngàn bên Việt Nam, các bạn thấy có rẻ hay không? Nhưng mà chắc lắm nha các bạn. Con nào con nấy là chắc ngặt luôn. Nhìn nào. Wow. Còn gì mà trời lạnh mà ở nhà ăn ghẹ. Wow, sướng quá các bạn ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Các bạn biết không, hổm gài á, hổm gài cái con virus corona này á, nó làm mình bị mất hai cái lễ thứ nhất á là vào tháng 5 á là có một cái lễ rất là lớn, đó chính là lễ học sinh ra trường. Cái lễ này rất là lớn bạn, tụi học sinh tụi nó bỏ rất là nhiều tiền để đi làm móng tay và làm tóc. Tại vì tụi nó tốt nghiệp mà, thì năm nay không có tốt nghiệp luôn, cho nên mình bị mất cái lễ tốt nghiệp đó các bạn.
thì mình bị mất quá cho tiền luôn, tại vì tụi nó không không đi làm móng tay làm tóc luôn. Ok rồi, cái lễ này tiếp theo đó chính là cái lễ mà gọi là lễ tạ ơn đó. Ok thì cái lễ tạ ơn năm nay á, tụi nó không cho tụ tập đông người, hôm nhà hàng đóng cửa, nói chung là họ không được về thăm gia đình của họ. Các bạn biết thường thường á, những cái lễ mà họ về thăm gia đình của họ đó thì thường thường họ hay dẫn hai mẹ con đi làm móng tay, hay là hai dì cháu đi làm móng tay, hay là trước cái ngày đó đó họ gặp gia đình của họ đó, họ sẽ kéo đi làm móng tay móng chân để ngày mai là lễ họ gặp gia đình của họ. Thì mình bị mất hai cái lễ lớn các bạn, cái lễ tốt nghiệp và cái lễ tạ ơn là hai cái lễ lớn nhất. Còn mấy cái lễ khác là lễ nhỏ nhỏ không à, lễ ma, lễ này là lễ nhỏ nhỏ không à. Ok, đó nó không có quan trọng, nó cái quan trọng là cái lễ tốt nghiệp là tháng 5, đúng không? Mấy đứa học sinh tụi nó tốt nghiệp, tụi nó muốn được đẹp trong cái ngày lễ tốt nghiệp của tụi nó. Bộ béo. Nhưng mà tụi nó không được tốt nghiệp các bạn, là mình bị mất một mớ lớn, đúng không? Thì cả nước Mỹ tháng 5 là trường nào cũng tốt nghiệp các bạn, cho nên tiệm nail nó hốt vào tháng 5. Nhưng mà năm nay không hốt luôn các bạn. Rồi cái ngày lễ tạ ơn cũng không hốt luôn. Thì bây giờ mình bây giờ là có vaccine rồi, nhưng mà hy vọng là nước Mỹ sẽ cho sử dụng sớm các bạn. Thì vào cái lễ mà Noel tới này, có nghĩa là 3 tuần nữa, thì bà con kéo nhau đi làm móng tay móng chân. Tại vì các bạn biết không, ở bên Mỹ này á, Noel á không phải là mình chúc mừng Chúa sinh ra đời, nó không phải như đơn giản vậy. Noel là cái gì? Noel nó có nghĩa là họ đi mua sắm, xong rồi họ về họ gói quà họ tặng cho bà con của họ. Thì khi mà họ gói quà xong đó thì họ sẽ rủ nhau đi làm móng tay móng chân cho nó đẹp, tại vì ngày mơ Noel rồi mà móng tay móng chân không đẹp xấu quá, họ phải rủ nhau đi làm móng tay móng chân cho nó đẹp. Ok rồi, nói chung là họ đi mua sắm, đi nhà hàng ăn, đi làm móng tay móng chân cho đẹp. Thì các bạn thấy ông Noel mà ai cũng vui vẻ hết. Thì khi mà họ vô họ làm móng tay móng chân á, thì họ mới đưa cho mình lì xì, giống như là bên Việt Nam mình lì xì Tết gì đó, thì bên Mỹ họ tặng quà Noel cho mình đó. Cho nên cái lễ Noel năm nay mà cái con Covid này mà nó quậy nữa là thôi xong rồi đó. Okay. Thì xong cái lễ Noel rồi, còn cái lễ Tết Tây nữa thì các bạn biết không, thường thường á, người Mỹ á là họ đi làm khắp nơi ở trên thế giới á. Thì cái lễ Noel này là họ được nghỉ, cho nên họ bay về nhà để tụ họp với nhà của họ. Thì sau khi mà họ tới họ làm móng tay trong Noel rồi đó, thì trước khi mà họ đi về cái nơi mà họ sống đó, thì họ lại tới một lần nữa để làm một cái lễ gọi là New Year để mà tạm biệt gia đình của họ. Thì Noel là họ bay về đây, họ thăm gia đình của họ và họ làm móng tay móng chân đó. Rồi một tuần sau là Tết Tây, thì họ chuẩn bị họ đi về để họ đi làm, thì họ lại tới làm móng tay móng chân để mà tạm biệt gia đình của họ. Nó rất là hay các bạn. Cho nên không phải cái ngày lễ Noel là cái ngày lễ mà chỉ là chúc mừng Chúa sinh ra đời đâu các bạn nhé. Cho đó chính là một cái ngày lễ mình kiếm được nhiều tiền, không? Mình kiếm được lễ Noel, xong rồi Noel xong mình kiếm lễ Tết Tây. Thì những cái người nào mà giống như là làm tiệm nail nào mà có khách quen á, thì họ sẽ ăn được hai cái lễ luôn, là lễ Noel và lễ Tết Tây. Tại vì thường thường khách đó là gì các bạn, mình phải o bế nó, không? Bây giờ các bạn thử suy nghĩ đi. Bây giờ Noel đúng không? Mình nghỉ làm, mình đi về thăm gia đình của mình, mình dẫn gia đình của mình đi ăn. Thì vài bữa nữa mình chuẩn bị đi về, thì Tết Tây rồi mình phải dẫn gia đình mình ăn thêm một lần nữa, có nghĩa là mình phải đi ăn hai lần. Đó. Thì mình đi làm móng tay cũng vậy. Ok, bữa nay mình đi về mình thăm gia đình của mình, thì mình gia đình của mình gặp mình vui quá, thì họ dẫn mình đi làm móng tay móng chân. Thì vài bữa nữa mình chuẩn bị đi rồi, thì họ lại dẫn mình đi làm móng tay móng chân một lần nữa, có nghĩa là làm hai lần. Đó, các bạn thấy không? Nè. Không nữa. Con vợ mình nó ngán gạch rồi, các bạn thấy không? Thì đó chính là những cái chiêu trò để mà các bạn có nhiều khách trong cái mùa lễ này. Có nhiều người nói trời ơi, cái mùa lễ này làm ế quá, là không có tiền. Thì nó thật sự thì cũng tại do các bạn thôi, các bạn không có khách, không thích các bạn thì cũng phải chịu thôi. Trời ơi, mình ăn ghẹ, mình chỉ ăn gạch thôi các bạn ơi. Nó bổ béo gì đâu quá trời, đó là trời. Mình chỉ biết nói là ngon. Không biết ngon tiếng Nhật nói là gì ta? Ngon tiếng Nhật nói là kimochi.
kimochi. Oishi. Oishi ha. Ừ. Các bạn hay ngon 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 tiếng Nhật nói là oishi hay là kimochi các bạn. Mình nghe người người Nhật hay nói kimochi, kimochi. Các bạn biết không, tại vì mình thích ăn gạch ghẹ đó là nó có một cái mùi thơm rất là đã rồi. Bây giờ còn hai con nữa, ăn hết luôn. Còn thịt á, thịt ghẹ ngày mai mình sẽ lột ra, mình nấu súp ghẹ. Còn càng ghẹ ngày mai, càng ghẹ ngày mai mình sẽ lột ra mình sốt me, càng ghẹ sốt me. Nói thật chứ các bạn biết không, nếu mà không có dịch Covid này á, cái nghề nail làm ngon các bạn ơi. Thường thường á, uống bia cái đó. Thường thường á các bạn biết không, mỗi một người khách họ vô á, họ làm á, thì họ cho mình $5 thôi. Nhưng mà bữa nay Noel á, các bạn biết không, khách Mỹ họ rất là lịch sự nha. Họ vô họ làm, họ dẫn cho mình $5. Cái này là tiền bo của bữa hôm nay, nhưng mà họ cho mình thêm $50 nữa, là cái này là của Noel nha. Ok. Người Mỹ họ rất là lịch sự các bạn. Họ nói là ok, $5 này á là bữa hôm nay, cái dịch vụ bữa hôm nay, có nghĩa là mình đi làm móng cho khách á, là họ cho mình $5 là chuyện thường ngày thôi, nhưng mà bữa nay là Noel, ok, Noel. Họ để thêm $50 nữa cho mình là riêng nha các bạn. Thì không nói chung nha, đó rất là lịch sự, người Mỹ rất là lịch sự. Thì các bạn tưởng tượng đây, mỗi một ngày mình có 10 người khách vậy. Okay. 10 người khách vậy. Thì họ cho mình $5, nội sơ sơ 10 người thôi là mình được $50 tiền tơi bữa đó rồi. Nhưng mà mỗi một người á, họ còn lì xì mình thêm $50 nữa các bạn. Thì mỗi một năm chỉ có một lần thôi, cho nên họ rất là sang các bạn. Thì 10 người mình có thêm $50 nữa là nhiêu, 550 rồi. Với sơ sơ thôi là bữa hôm Noel là mình đã kiếm được gần $600 tiền bo thôi đó nha, tiền bo đó, mình chưa nói tiền làm nha. Nhưng mà không biết năm nay sao bạn. Thì hy vọng có vaccine thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường các bạn nhé. Nói chung là hôm nay cũng có nhiều người họ phá sản ơi bạn, tại vì họ chịu không nổi, không? Cho nên hy vọng con virus corona này nó sẽ sớm tan vào hư vô đi. Thôi giờ mình kết thúc video các bạn ơi. Tạm biệt các bạn trong video này nhé. Sớm vậy. Thank you.